Ô tô 360 xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ kênh Ô tô 360 trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, kênh Ô tô 360 của chúng tôi là kênh chuyên mua bán những ô tô đã qua sử dụng ạ. Chúng tôi chuyên cung cấp những chiếc xe ô tô đã qua sử dụng. Quý vị và các bạn nếu có nhu cầu mua bán hoặc trao đổi tất cả những chiếc xe ô tô đã qua sử dụng, xin vui lòng liên hệ theo số hotline của Ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay hôm nay thì trời Hà Nội đang rất là nắng nóng ạ. Trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, đó chính là một sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, đó là chiếc xe Mitsubishi Triton. Đây chính là chiếc Triton phiên bản máy dầu, hai cầu, số tự động ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, nhập khẩu từ Thái Lan ạ. Đã đăng ký ở Việt Nam mình là năm 2019 ạ. Chính xác là đăng ký tháng 3 năm 2019 và chiếc xe này chính là một chiếc xe siêu lướt. Tại sao tôi nói là siêu lướt? Vì chiếc xe này mới lăn bánh được có 10.000 km thôi ạ. Chính xác đồng hồ của nó mới là 10.000 km thôi. Tí nữa tôi sẽ quay trực tiếp vào đồng hồ cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Không để quý vị và các bạn phải chờ lâu nữa, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe siêu lướt này ngay bây giờ. Xin mời quý vị và các bạn. Đầu tiên xin mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng lướt qua một vòng bên ngoài để xem về cái mặt ngoại thất của chiếc xe này, xem nó còn đẹp đến như thế nào ạ. Quý vị và các bạn có nhìn thấy không ạ? Chiếc xe này đang còn rất là mới và đẹp. Một từ ngữ để diễn tả về chiếc xe này thì có thể nói thì chỉ nói được là từ rất đẹp thôi ạ. Chiếc xe này đã được chủ xe độ lên rất là nhiều đồ chơi, ví dụ như là dán phim kích nhiệt Johnson này. Johnson là phim kích nhiệt xịn của Mỹ này. Và lót sàn này, cũng như là lắp thêm cái nắp thùng này ạ. Cái nắp thùng cao và kín như thế này thì chủ xe đã hoán cải đầy đủ, hoán cải kể cả về đăng kiểm này, về phần đăng ký này. Cho nên quý vị và các bạn đi chiếc xe này tham gia giao thông ở ngoài đường thì nếu mà gặp công an mà có kiểm tra thì cứ vô tư ạ. Tại vì là cái nắp thùng này đã được hoán cải đầy đủ rồi, không có vi phạm giao thông gì cả. Có thể tháo vào hoặc lắp ra tùy thích ạ, không ảnh hưởng gì đến kết cấu của xe mà không vi phạm giao thông ạ. Quý vị và các bạn có thể nhìn qua cái mặt ca lăng đằng trước của xe, ba đời sốc trước của xe đây ạ. Nó là phiên bản mới cho nên là cái phần thiết kế ba đời sốc cũng như là phần đèn là đang rất là mới ạ, form mới đấy ạ. Toàn bộ phần ba đời sốc đằng trước này, cụm đèn pha này, đèn xi nhan này đều là được thiết kế mới, thay đổi hoàn toàn về một chiếc Triton so với cái phiên bản 2018 trước đó ạ. 2018 thì là nếu như đầu năm 2018 nó vẫn là form cũ, đây là cuối năm 2018 rồi, nó sang form của 2019 rồi, cho nên là chiếc xe này đã được là lên form mới rồi đấy ạ. Toàn bộ phần cụm đèn hậu cũng vậy ạ, cụm đèn hậu là được thiết kế lại mới ạ. Đấy, quý vị các bạn xem lại một lần nữa, đây là cái phần ba đời sốc trước của chiếc xe đấy ạ. Đây chính là cái phần ba đời sốc trước của xe. Tuy là chủ xe đã sử dụng nó có xước sát nhỏ nhưng chúng tôi vẫn để nguyên những cái vết xước như thế này ạ, vì là chiếc xe này chưa một lần sơn, chưa một nước sơn nào cả. Phần bậc cửa cũng vậy, phần bậc cửa còn đang rất là đẹp ạ. Toàn bộ phần bậc cửa này, phần lốp cũng đang rất là đẹp và mới ạ. Đây là cái phần ba đời sốc sau cũng như cái nắp thùng của chiếc xe. Toàn bộ phần chữ và logo của xe cũng đang rất mới và sáng ạ. Đây là cụm đèn pha kết hợp với xi nhan của xe. Chiếc gương chiếu hậu của xe được mạ chrome và tích hợp xi nhan trên gương luôn đấy ạ. Đèn pha đã được trang bị đèn bi xenon đấy ạ. Xe đã được trang bị bộ khóa thông minh cho nên là tích hợp phím bấm mở cửa trên tay cửa luôn ạ, và tay nắm cửa là mạ chrome. Toàn bộ cụm đèn hậu phía sau đây ạ đang rất là mới, chưa một vết xước. Và đặc biệt là chiếc xe này chủ xe đã lắp thêm bộ cảm biến lùi cho chiếc xe này ạ. Chiếc xe đã có camera lùi rồi nhưng chủ xe vẫn lắp thêm một bộ cảm biến lùi. Toàn bộ tay nắm cửa được mạ chrome. Quý vị và các bạn xem qua về cái bộ lốp của xe, toàn bộ dàn lốp và la răng của xe, để la răng thì còn rất là mới. Quý vị và các bạn quan sát về cặp la răng và bộ lốp của xe đây ạ. Cặp la răng cũng chưa một vết xước ạ. Lốp cũng còn đang rất mới vì chiếc xe này mới chạy có 10.000 km thôi ạ. Hoa lốp còn rất là dày, gần như là mới. La răng chưa một vết xước. Khóa cửa phía bên phụ cũng được tích hợp bằng nút bấm. Chiếc gương chiếu hậu này được chủ xe lắp thêm một cái gương cầu để giúp cho quan sát lùi xe. Đây là cái lốp trước đấy, lốp trước hoa lốp còn rất là dày đấy, gần như là mới luôn ấy, vì chỉ có chạy có 10.000 km thôi ạ.
la răng còn chưa một vết xước. Tiếp theo là ta sẽ tiến hành vào khám phá về phần cánh cửa, tắp bi cửa và khoang nội thất ạ. Đây là chiếc tắp bi cửa bên lái ạ. Đây và toàn bộ phần ghế cũng còn đang rất là mới ạ. Ghế lái đã được tích hợp chỉnh điện rồi. Xe được trang bị gương gập điện, đèn nổ tắp tốp ạ. Rồi vô lăng còn đang rất là mới và đẹp. Đây là tích hợp các phím, tích hợp chuyển số thể thao trên vô lăng. Khác với những xe bán tải thì chiếc Triton này được trang bị cả lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau bên lái của chúng ta. Toàn bộ các thứ ở đây còn rất là mới. Chiếc xe này thì quý vị các bạn yên tâm là không phải lo nghĩ gì về cái việc đâm đụng hay va chạm gì cả vì nó còn đang rất là mới ạ. Và Mitsubishi đã thiết kế cho cái Triton này là cái phần cabin của nó hơi ngả về phía sau một tí ạ. Ngả về phía sau giúp cho cái hàng ghế sau này, cái người ngồi sau này được ngả rất là thoải mái. Khác với các dòng bán tải khác thì chiếc Triton này hàng ghế sau ngồi rất là thoải mái ạ, không có bị đau lưng. Đây là chiếc táp bi phía sau bên phụ, táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Toàn bộ phần ghế da cũng gần như là hàng sau này không có người ngồi cho nên còn rất là mới ạ. Nếu mở cửa ra lại thấy thơm mùi mới của xe ạ. Đây là chiếc táp bi cửa bên phụ, cửa trước bên phụ đây ạ. Và ghế bên phụ đây, toàn bộ phần ghế da này rất là mới và đẹp ạ. Gần như là chiếc xe vừa mới lăn bánh. Sau đây tôi sẽ bấm khóa mở điện lên để quay về cái phần táp lô và đồng hồ cho quý vị và các bạn cùng xem. Vâng, đây là chiếc vô lăng này, các phím điều khiển cho vô lăng, cruise control này. Vô lăng này chưa một vết xước, còn đang rất là mới ạ. Đây chính là chiếc màn hình đa phương tiện đây ạ. Toàn bộ phần táp lô còn rất là mới, vô lăng rất là mới. Đây là phần điều chỉnh, đây là cài cầu ạ, cài cầu điện. Đây chính là cái màn hình giải trí đa phương tiện đây ạ. Tích hợp camera lùi cũng hiển thị trên màn hình này. Và chiếc xe này đã chạy được 10.670 km rồi đây ạ. Tôi sẽ quay rõ vào cái đồng hồ này ạ. Và đây chính là chiếc cảm biến lùi mà chủ xe đã lắp thêm. Chủ xe rất là cẩn thận vì là chiếc xe đã có camera lùi rồi mà chủ xe vẫn lắp thêm cảm biến lùi nữa. Toàn bộ phần trần cũng đang rất là mới và đẹp ạ, sạch sẽ. Chiếc xe này còn rất là mới. Mitsubishi đã trang bị cho chiếc Triton này một chiếc động cơ 2.5 lít động cơ diesel, động cơ common rail. Đây, động cơ của chiếc xe đây ạ, chính là trái tim của chiếc xe đấy. Toàn bộ các ốc này của nhà sản xuất này còn nguyên chấm sơn, chưa có một vết tháo nào. Chiếc động cơ này thì gần như là mới. Toàn bộ về phần ốc cabo này, tôi sẽ quay toàn bộ ốc cabo cho quý vị và các bạn cùng xem, nó còn nguyên bản đấy ạ, chưa tháo ra tí nào đâu. Từ ốc cabo cho đến ốc xương đầu xe rồi đến những cái vít nở nhựa này là còn đang rất là nguyên bản đấy ạ, chưa tháo ra một tí nào. Toàn bộ ốc máy cũng còn rất là nguyên, chưa có một vết tháo nào cả. Với chiếc xe này thì nó gần như là mới, nhìn nó đúng như là một chiếc xe vừa mới xuất xưởng ra. Quý vị và các bạn có thể hoàn toàn yên tâm vào chiếc xe này, quá đẹp luôn. Sau đây tôi sẽ quay thêm chi tiết cho quý vị và các bạn xem từng cái giảm bộ phận giảm sóc rồi thì sắp xi của xe đây. Nó còn mới và đẹp như thế này đây. Toàn bộ về phần giảm sóc sau đây. Lốp rồi giảm sóc sau. Còn đây sẽ là cái bộ phận giảm sóc đằng trước ạ. Lòng rè cũng còn đang rất mới, sạch sẽ. Đây là bộ phận giảm sóc trước. Sắp xi đây ạ. Đấy, quý vị và các bạn cùng xem đây, cả của quả la răng đằng trước luôn. Toàn bộ về phần gầm phía sau xe đây ạ. Gầm phía sau xe cũng còn đang rất là sạch sẽ. Đây là toàn bộ dây điện mà chủ xe đã độ lên cảm biến lùi đấy ạ.
và lốp sơ cua chưa hạ một lần nào đây. Lốp sơ cua chưa hạ lần nào. Đây là phần thùng của xe. Thùng xe là chủ xe đã lắp thêm một cái nắp thùng kín rồi ạ. Thùng xe này cũng ít chở đồ cho nên là chưa có một vết xước nào về cái mặt sàn của thùng xe luôn ạ. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được sở hữu chiếc xe này. Chiếc xe này còn đang rất là đẹp và mới. Nếu quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì gần như là mua một chiếc xe mới mà lại tiết kiệm được rất là nhiều tiền đấy. Chiếc xe này mới bán ra tại hãng là hơn 800 triệu đồng và chưa đăng ký ạ. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. Thank you.